Không, nói chung là của ông già của thầy thì 2 hết, Hai hết. bởi là chia cho mấy anh em hết rồi. Dạ. Thì thầy được nêm sào, À, thầy nhưng được mà 5 sao. nêm sào đây nhưng mà thầy không 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 có cần. lấy. Có lấy không thầy? À, chú. Không, thầy không À, lấy, con để cũng nghe cho thông tin là cho thầy 5 sao mà thầy không có lấy không đâu. lấy, để cho Rồi thằng em út nó làm. dạ, rồi thầy đi xin, nghe hồi nãy bà cô đó bà nói gì á. Không À, có cho lịch gì? Dạ, thầy không có cần nữa, thầy đi xin, thầy đi làm, thầy đi về đường gì chứ thầy không không có phải dành cái của. lịch sử Dạ, cái lịch sử. Dạ. của nó vậy đó. Cái lịch sử nó là trước nó nghỉ học, Dạ. nó đại học ra, Dạ. đại học xong đi bộ đội, Dạ. bộ đội xong rồi giờ nó về, đi bộ đội xong về Dạ. về đại học nông, đại học nông nông lâm á, Dạ, nông lâm. Dạ. mà rốt cuộc không học, Dạ. không học thì bỏ đi đi đo đất ở bên Đắk Lắk á, À, đó đẹp hả chú hả? bên Đo Đạc, bên Dạ. nhà đất Dạ mà. dạ. Bắt đầu là nó đi được 1 năm á, Dạ. bắt đầu đi xuống Nha Trang làm, nó chuyển xuống Nha Trang làm, là thời lúc nó chuyển xuống Nha Trang làm là nó đi 1 năm, nó về là thấy nó đã đi tu. Dạ. Nó về không ai biết nó là đi tu, mà nó cầm một cái nồi, nồi đồng Dạ, á, nồi cơm điện hả chú không hả? nồi đồng Nồi chứ đồng đâu hả? Lúc à thời điểm đó nồi đồng không ha. có cái nồi đồng. Xong Dạ. nó về nó mặc áo áo vàng, Dạ. rồi Dạ. nó về xong rồi tôi mới cắt cái chòi. Bây giờ hiện bây giờ cái chòi học tôi làm cho nó ở chứ, Dạ. mà không biết sao đêm đó là chuyện cái chùa đó, chính là chùa nó vô nó khô mê thôi. Dạ. Họ nói tu 1 năm trong chùa chó, mình biết là ở Nha Trang không biết chùa nào, chứ Dạ. mà nó phản ứng ông chủ trì chùa đó là nó bắt đầu nó bỏ đi sức sức nó đi tu Đi tới bộ vậy giờ, luôn. đi bộ tới Dạ. giờ xéo năm. À, vậy là chú nói là ông thầy Thích Minh Tuệ này có đi tu 1 năm, 1 năm ở cầm trong cái chùa xôn thôi. đồng về, cái xôn đồng hả chú ha, Xuống đồng. rồi bằng áo cà sa, áo vàng, Áo vàng á, áo vàng, đi chân đất. à, dạ chân đất, rồi xong mà không biết một cái gì bức xúc cái chuyện gì đó, thì cậu cái áo đó ra không đi nữa, à, bỏ cái xôn đó rồi bây giờ là bắt đầu quấn cái mình cầm cái xôn Là điện tôi đi, đi tới nhà, à, chợ Đậu Hương. Dạ. tự đi rồi tự mệt, dù qua cái chỗ nào Chắc có thấy nghĩa là ấy là nó lụm vô nó mê đồ tấm vé của nó thôi. Ông bỏ cái chùa đó, không tu cái chùa đó nữa, mà qua tu cái hạnh Đầu Đà của Hạnh chùa Đầu Đà Đà, ông tự ra, ông cho bỏ nên được Hạnh Đầu cái Đà tâm ông với đó. son với lại mặc cái đồ Đúng rách rồi. đó Dạ. siêu tâm á. À, 200 mét đi bộ. Hello, chào mọi người nha. À, đây đầu tiên mình chúc mọi người nhiều sức khỏe nha, mọi người bình an. Thì bữa nay mình lên thầy Thích Minh Tuệ, thì hồi nãy giờ mình cũng quay ở nhà thầy Thích Minh Tuệ hết rồi, thì mà mình chưa được gặp thầy Thích Minh Tuệ nha. Giờ mình lên rẫy nha mọi người, lên rẫy mình lên rẫy mình review rẫy của thầy cho mọi người cùng xem nhé. Đây mọi người, đây là bà con người ta đang vô thăm quan người ta ra. Làm được làm nói gì nói. Cô ổng lủi đi đâu á. Đây là cà phê của ông thầy Thích Minh Tuệ đây, để đây mọi người. Biết có chào luôn. Chú ồ, cho con hỏi một tí, chú xuống thăm rẫy của thầy Thích Minh Tuệ về hả chú? Chưa chưa gì. Là chú ở đây luôn hả? Ở đâu? Ở đây. Dạ, chú dân ở đây luôn hả? Dạ, dân bản làng ở đây luôn. À, mà giờ là chú xuống chú thăm mà sao? Đâu có, đang kéo lưới đây rào. À, chú là quản lý coi rẫy cho thầy Thích Minh Tuệ ha. Dạ. Rồi, là chú làm lâu chưa? Ở đây lâu mà, ở đây mà. Dạ. À, Lâu. chú vô mát đứng cho con hỏi một tí đi. Dạ, cho con hỏi chú một tí. Dạ, chú nào. À, nãy không quên cầm ly nước cho chú uống. Ở đây là của thầy được bao nhiêu hết lận chú? Không, nói chung là của ông già của thầy thì 2 hết, Hai hết. bởi là chia cho mấy anh em hết rồi. Dạ. Thì thầy được nêm sào, À, thầy nhưng được mà 5 sao. nêm sào đây, nhưng mà thầy không 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 có cần. lấy. Có lấy không thầy? À, chú. Không, thầy không À, lấy, con để cũng nghe cho thông tin là cho thầy 5 sao mà thầy không có lấy đâu. không lấy, để cho Rồi thằng em út nó làm. dạ, rồi thầy đi xin, nghe hồi nãy bà cô đó bà nói gì á.
cho về. Dạ thầy không có cần nữa, thầy đi xin, thầy đi làm, thầy đi về đường gì chứ thầy không có dành của lịch sử của nó vậy đó. Dạ cái lịch sử, dạ cái lịch sử nó là trước nó đang nghỉ học. Dạ nó đại học ra. Dạ đại học xong đi bộ đội. Dạ bộ đội xong rồi giờ nó về, đi bộ đội xong về. Dạ về đại học nông, đại học nông nông lâm á. Dạ nông lâm. Dạ mà rốt cuộc không học. Dạ học rồi bỏ đi đi đo đất ở bên Đắk Lắk á. Dạ đo đẹp hả chú hả? Ờ bên đo đẹp bên dạ. Nhà đất mà. Dạ dạ bắt đầu là đi được một năm á. Dạ bắt đầu đi xuống Nha Trang làm, nó chuyển xuống Nha Trang làm là thời lúc nó chuyển xuống Nha Trang làm là nó đi một năm, nó về là thấy nó đã đi tu. Dạ. Ờ nó về không ai biết nó là đi tu mà nó cầm một cái nầu nầu đồng á. Dạ nầu cơm điện hả chú hả? Nầu đồng đâu ha, lúc à thời điểm đó nầu đồng ha. Đó cái nầu đồng. Dạ. Nó về nó mặc áo áo vàng. Dạ. Rồi nó về. Dạ. Nó về xong rồi tôi mới cắt cái chòi, bây giờ hiện bây giờ cái chòi tôi làm cho nó ở chứ. Dạ. Cái chòi giờ vẫn còn đó. Dạ. Rồi nó về nó ở được mấy tháng là nó đi không biết. Nó đi tóc bây giờ luôn rồi là không bây giờ mới à, về. À vậy ha. 6 năm à. Dạ. Giúp là... năm đi tu. Dạ. Nó là có đi tu đâu. Có đi xong về đây làm chòi ông già vẫn làm cho nó, để cho nó làm cho nó ở, cho nó ở. Dạ. Nhưng mà nó ở được mấy tháng là tự đi luôn. Rồi tự đi luôn. Đi mãi tới giờ luôn. Là 6 năm hả chú hả? 6 năm. Dạ. Năm đi tu. Rồi bà. Đó là từ lúc mà tôi làm nhà của dạ, thầy mô Phật. Tới đây nè. Cái nhà bây giờ á là tôi làm xong là ông già của thầy mới nhận tôi là con nuôi. Dạ. Bữa nay mười mấy 20 năm rồi. Dạ. Mất mấy hôm nó đi bộ đội với là nó đi học về là nó đi làm địa chính về là nó hay điện tôi nhậu. Dạ. Tôi thân thuộc với nó nhất. À cái thời đó, cái thời đó thầy còn nhậu ha. Thời trẻ thầy còn nhậu ha. Nhậu ác không hả? Không có đó mình nói thiệt. À. Có gì mà nói nấy. Dạ đúng đúng mà. Đúng mà. Có gì như là ông chú này ở bạn là ở đây là quê hương ở đây cùng nhau đúng là ông nói có gì sự thật. Ông nói đúng là chính xác luôn. Đây là thông tin của chú rất là chính xác. Dạ, chú có sao chú nói vậy? Có sao mình nói vậy? Là cái thời thêm không bớt mình biết đâu. Đúng rồi. Là mỗi lần nó về là nó hay điện thì tôi nhậu lắm hầu nó cũng xài điện thoại. Dạ. Vì sao nó về nó cho ông, nó về nó mua cho ông về cho nó là một cái tủ lạnh với một cái điện thoại của gì của Trung Quốc. Dạ Trung Quốc. Dạ dạ dạ. Dạ. Là nó cho nó đi tới bây giờ luôn. À. Tặng đi tới bây giờ. Tặng trong già cái đi luôn. Là có bữa sau đó vậy tôi nói chung là tôi nó làm một cái chấm cỡ tầm 8 kg. Là hai con, nhậu con cá hả? Cái chấm á. Cái chấm. Chấm cái hồ chỗ đây nè. À dạ dạ. Cái hồ gần vô nhà đó. Dạ. Là làm một cái chấm làm tầm 8 kg á. Dạ. Hai đi nhậu với mấy đứa bạn đó nữa là dạ. Đi tới giờ luôn. Trời ơi. Lịch sử đó. Là không điện không đài gì luôn không hả? Không đài, cho điện thoại đi là không điện không đài, không mua một cái gì hết. Vậy là con dạ. Cái bữa ăn đó là cái bữa ăn cuối. Cuối cùng luôn. Dạ. À, mà không biết sao đêm đó là chuyện cái chùa đó chính là chùa nó vô nó không mê thôi. Dạ. Họ nói tu một năm trong chùa chó. Mình biết ở Nha Trang không biết chùa nào chứ mà. Dạ. Mà nó phản ứng ông chủ trì chùa đó là nó bắt đầu nó bỏ đi sức nó đi tu đi bộ vậy luôn. À, đi bộ bây giờ 6 năm. À vậy là chú nói là ông thầy Thích Minh Tệ này có đi tu một năm. Một năm cầm cái xôn đồng về, cái xôn đồng hả chú ha? À, rồi bằng áo cà sa. Áo vàng. Áo vàng á. Áo vàng. Đi chân đất. Dạ chân đất. Rồi xong mà không biết một cái gì bức xúc cái chuyện gì đó thì cậu cái áo đó ra không đi nữa. À, bỏ cái xôn đó là bây giờ là bắt đầu quấn cái mền cầm cái xôn điện đi. Nhà, trở đậu hướng. Dạ. Tự đi tự mệt dù qua cái chỗ nào chắc có nghĩa là thấy là nó lụm vô nó mê đồ tấm vé của nó thôi. Dạ. Ông bỏ cái chùa đó không tu chùa đó nữa mà qua tu cái hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà là ông tự ông bỏ hạnh đầu đà. Cái tâm ông đó. Cái son với lại mặc cái đồ rách đó. Dạ. Chiêu tâm á. Dạ. Đó là cái tâm á. Chị nói sao? Chưa xuống không? Dạ cái đó là sao dạ, để hỏi chung tí đây là cái theo cái tâm của nó. Dạ. Cái nghiện tâm của nó ước như thế. Dạ vậy hả? Cái khuôn ông chú này cũng giống khuôn của thầy. À, chú này cái mặt chú y luôn, không phải con nói coi chừng con ruột chứ phải con nuôi đâu. Tại chú y như là thầy Thích Minh Tệ luôn. Rồi bây giờ là thầy kêu bây giờ chú kêu thầy ha, kêu mày. Hồi đó kêu mày chứ giờ kêu thầy chứ. Hồi đó kêu mày chứ giờ nó lên thầy mình đâu có dám kêu mày. Bây giờ nó lên thầy. Hồi đó ăn nhậu đó mình kêu mày. À. Ở đâu ăn nhậu rồi mình đi kêu mày tao chứ bây giờ đi nó làm thầy rồi mình tôn trọng chứ làm sao mình dám anh chứ mình làm sao mình nói được. Dạ. Ông già bà già còn kêu rồi bây giờ hồi bữa giờ thầy về là chú gặp rồi chứ gì dễ rồi chú rồi chứ đồ dọn dễ chứ. Dạ đó bé bây giờ cũng còn
Dạ, dạ đang dọn dẹp ở dưới hả? Dạ. Ví dụ vô có chuyện thì hỏi thầy phân tích như vậy thôi. Dạ. Cái lịch sử ông đi như thế nào thôi chứ còn. Dạ. Ông về xong thì cũng xuống dọn cái chòi hầu im làm cho nó đó. Dạ. Làm cho thầy xong rồi. Mà hầu có làm cái phòng lửa nè. Dạ. Làm một góc để cho thầy nệm đó. Dạ. Một cái son ý là cái chuông đồng. Dạ. Sau này là dưới đêm bắt điện xuống rồi cho một cái son cung điện. Dạ. Rồi một cái ái nước nè. Dạ. Rồi một cái đài. Dạ. Có sao nói vậy? Trời, đài biết. Rồi thầy đó là một cái gạo nữa. À. Mà đem đồ ăn là thầy không chịu. Dạ. Thôi tự thầy muốn nấu ăn như này kia là tự thầy. Dạ. Đừng có đem xuống thầy muốn nấu cho nấu. Dạ. Thì nói chung là ở được 3-4 tháng vậy đó. Dạ. Dù đi giờ ở gia đình ở nhà không biết là đi đâu về đâu. Dạ. À, tới bây giờ luôn. Thầy là đưa ra một cái thông tin rất là chính xác. Chú chớ quên. Còn nói chú là đưa thông tin chính xác thì... tại chú dạ người là kế cận ở nhau là nhiều năm. Nhiều dạ, năm dạ, chú ở đây luôn mà. Chú nói là chính xác thông tin chú là chính đúng xác rồi, luôn. Là nói về tiểu sử lịch sử của chú, của thầy Thích Minh Tệ. À. Dạ, mình, đúng là chính xác. Là gặp được anh em kêu bằng cho anh em đi. Anh em kết nghĩa. Anh con nuôi thì cũng là anh em rồi, cho nên là may mắn gặp được ông. À, em của ông thầy Tích Minh Tệ kể về sự thật về ông. Đúng, thử sao nha mọi người. Rồi, cảm ơn anh. Nó cũng lê anh Tú rồi, chứ bây giờ còn cái tên này thầy Minh Tệ là cái gì chùa nó đẹp là cái đó mà nó không biết. Dạ. Đấy, còn... là, đó là pháp danh á, pháp danh Thích Minh Tệ. Dạ. Chứ hôm có mấy người ở Đồng Nai qua cũng hỏi cái gì sao thì ông già cũng nói thẳng. Thì cũng qua tôi lên là có một cái xe nó chở tầm 7 giờ nó chở bên đây rác nó chở nguyên đồ ăn luôn. Vậy hả? Hai nữa là nước ngon một chỗ nguyên một xe. Vậy hả? Tôi bắt đầu lại vô nó nói ấy là nó dọn, nó kiểu là dọn dẹp ra để đồ ăn mà nghĩ nó nhiều quá làm sao mà bỏ được. Dạ. Vô dọn hỏi ông già, bây giờ ông nghĩ sao giờ nhà mình có Phật tử thâu kệ nó, giờ mình tự thiện là mình cũng nhận. Dạ. Chứ mình nhận thương ít thì nấu cho Phật tử, như bây giờ một nguyên một xiêm mà sao bỏ chỗ nào cho hết. Dạ dạ. Ông già ông kia thâu con ra con nói nó là thương ít dư nước nữa rồi. Dạ. Thì đó cũng cảm ơn mà hỏi phỏng vấn tôi đâu có nói đâu. Cái đó là Phật tử người ta tặng hay sao chú? Phật tử tặng ha. Là trong nước hay ngoài nước chú? Trong mình ở Đắk Lắk mình xuống. Ở Đắk Lắk mình xuống cho ha. Cô nghe mà nước ngoài hỗ trợ cho mấy trăm tấn gạo luôn mà. Hồi nãy nghe ba của ông thầy Thích Minh Tệ nói vậy á. Thế ông già nói vậy mà chưa nhận được. Chưa, ý là chưa, đang lộn xộn, đang lộn xộn quá. Dạ, đang xung sao đùa. Tôi đang làm á, nói thẳng là tôi đang làm Gia Lai, tôi mới thầy giờ kiểu tâm nguyện nó vậy đâu nè. Dạ. Ông nói chung ông cũng mừng. Dạ, mừng. Dạ, đúng là đem phước đức tới về gia đình. Dạ, đúng là. Vậy thì số này em có biết nhiều hầu nghề nào đi lên xong ông cứ thì hầu ông cũng nói, ông bẻ cũng nói làm sao nó biết tu bây giờ. Dạ. Làm sao biết đi tới giờ. Ông có nói là bây giờ nó chết ở đâu cũng không biết. Mà điện cũng không được, nó bỏ không có xài điện thoại luôn. Con nói im nói anh chứ còn giấy tờ đó xí. Bây giờ làm căn cước mới về làm căn cước. Nói anh đây nói thật sự thế thôi. Cho con hỏi hồi đó thầy cái thời điểm đó thầy nhậu ghê hả? Uống ghê không? Cũng có nhậu. Thầy cũng có nhậu. Yeah. Mà sao nó về được mấy tháng á là nó im mới lên rủ nhậu chứ. Nó kêu im đi bỏ mấy tháng đi. Thuốc bỏ luôn. Hồi xưa cũng hút thuốc luôn ha. Có. Thuốc nhậu tự nhiên nó làm bên đi chính nó phải có nha. Đúng đúng rồi dạ. Chứ mà nó tâm nguyện nó muốn như thế. Là nó thì đi. Trước kia mà mình chưa tu mà quyền tự do chứ. Đúng rồi, còn khi là tu rồi dạ. Nó tới đó giờ cái thời điểm ví dụ anh tới đó sao cái tâm nguyện muốn tu bỏ hết tất cả không sân si, không nghĩ gì hết về chỉ nghĩ về Phật thôi. Chỉ về Phật thôi. Dạ. Nó bây giờ chỉ có là nghi Phật chứ nó không nghi thầy nữa. Nó thẳng thế. Dạ. Cái khu vườn đây là hầu đó là ông già á, đúng ra á ông già của thầy Minh Tệ ở đây không phải ổng là cũng bộ đội. Dạ. Chứ mà ông đại quý. Dạ. Mà ông tham mưu trưởng. Dạ. Ông lớn. Chính ra ông về ông làm giám đốc nên 94 chứ không phải là ai làm đâu. Dạ. Bắt đầu ông cho lính ông về làm. Bắt đầu lính ông á về làm giám đốc là thời điểm 94-95 là kè đã cao. Dạ. Nên là tự cái ông đó lo đất đai hết nhà cửa nha. Cho ông về của thầy dạ. Được 2 hết. Bây giờ ông chia làm 4. Dạ.
ông chia làm bốn thì thầy cũng có nêm trong cây, nhưng mà thầy không để đi tu, rồi thầy để tu không cần thiết nữa, không quan trọng. Dạ đúng rồi, bất chấp hết tất cả mà không cần. Bữa nay thầy chính quả rồi, bữa nay là bây giờ mới chính quả rồi. Dạ bây giờ chính quả rồi đó, dạ thành Phật sống rồi đó. Chứ hồi em nói thẳng nó mới về, nó đi một năm ở Nha Trang á, nó mặc áo vàng dưới, nó cầm cái ái đồng này, mà nó về đây im làm cho nó sao mà em hỏi nó không nói vậy đó. Dạ. Làm thinh như bây giờ á, cứ ai hỏi thì nói không hỏi thôi. Dạ. Bị im làm xong rồi nước non các thứ, mình nghĩ cũng tội, mình cũng nói giỡn giỡn. Dạ. Kêu sao mày đi tu, có thể nhà hậu đêm cũng chưa kêu thầy. Dạ 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 dạ. Nó kêu đi tu cho sướng anh, nó chỉ nói một câu là đi tu cho sướng là rồi. Vậy hả? Nhưng mà em không nghĩ ra được. Dạ. Mà bây giờ mình đâu biết đâu nó như thế này. Dạ. Đó, nó thành quả của nó, ước muốn của nó. Dạ, đâu. Dạ dạ đúng rồi, thành quả. À, chỉ 102 luôn á. Con cảm nhận là Việt Nam mình chỉ 102 luôn á. Phải nói là người duy nhất, phải nói duy nhất thế giới luôn chứ đừng nói là Việt Nam. Dạ. Thế giới nó đứng thứ hai. Chưa có, dạ. Vậy hả? Trước có ông nào bây giờ con nghĩ chú này, để con nói cho chú nghe nè. Tại vì con nghĩ là bây giờ như mình á, chẳng hạn như mình đi, bây giờ cái chân không mà mình ra đường mình đi hả? Trời nắng mà cỡ ví dụ con nói nắng rang rang thôi chứ buổi chiều thôi chứ đừng có nói mà nắng trưa 12 giờ mà nhiệt độ 40 mấy độ mà con nói đi một chút hả, trời cái chân nó chịu không nổi luôn. Đi cỡ chừng 3 cây số là chết chân mình rồi. Mà thầy mà đi đến đậu mà từ Bắc vô Nam đi liên tục mà một ngày lại ăn một lần, có ai làm được không? Không bao giờ ai làm được, và 6 năm luôn, liên tục 6 năm luôn. Trời đúng là thầy này là có 102 đó. Dạ chỉ 102 thôi, thì chỉ là Phật độ Phật thôi chứ mới được vậy thôi, chứ còn người thường không bao giờ đi được. Dạ con nghĩ hay, công nhận luôn á. Phải nói là nói chung linh cái tâm nha, nữa kiên trì nữa. Dạ kiên trì, kiên trì là quyết tâm như vậy thôi. Dạ. Chứ nó bây giờ nó chỉ có là nó nghi Phật thôi, chứ còn thầy các chùa nó bây giờ nó vô đâu. Dạ. Toàn là ngủ cái địa dưới. Dạ dạ đúng rồi, như bụi cây bụi đồ vậy thôi, chứ không bao giờ vô chùa nào. Đúng rồi. Nếu mà nó để đi tu cho tao ấy của nó là nó đúng đi rồi. Vô chùa một lần đi, ví dụ tới đâu đi vô chùa đó, nhưng mà nó không vô. Dạ. Vô nghi địa nghi đồ vậy đó. À đúng rồi, vô nghi địa láng mã đồ nằm. Dạ đó. Nó cứ dạ. Vậy đâu. Dạ. Đâu phải vô chùa vô đồ thì nói gì. Bữa con đi ra cái khúc Nha Trang, con thấy một cái ông thầy, thì ổng cũng chân tu, ổng cũng muốn theo cái lệnh tu của ông thầy Thích Minh Tệ này, mà ổng đi 14 bữa. Mà con kêu gọi dở chân lên con coi, trời nó sưng nó dột hết luôn, mà ổng đi hết nổi. Ông đi không chịu. Ông đi không nấu nữa. Con nghĩ là cái màu chắc ông đi không nấu quá. Tại ông đi chậm, không phải như ông thầy Thích Minh Tệ mà ông đi lướt nhanh nhanh vậy. Nó mà nếu còn ông thầy này đi hết nấu không? Thầy mà nếu đi xe quá. Đi xe là thầy đi rất chậm. Dạ. Chứ mà thầy đi trước y như chim ấy. Dạ đúng. Tôi nghĩ y như hai bàn chân nó nằm ở trên đất. Trên đất dạ, trên không như nằm trên không vậy đó. Dạ. Nằm ở trên lửng mặt đất vậy nè. Dạ. Đúng mà. Đi rất nhanh. Không ai theo được. Đúng đúng mà. Hồi nãy nghe nói là xe Honda mà chạy chậm theo không nấu đó. Không được với thầy á. Công nhận bái phục á. Cái đời thì ông đó ông cũng theo ông cũng muốn theo cái phương hướng của ông thầy Thích Minh Tệ, mà chắc theo ông nấu, con nghĩ là theo ông nấu đó. Cái hầu đó mà cái lúc mà nó đi làm ở Đắk Lắk, nó về mà nó nhậu với em đó, em vừa thâu mày đi bộ đội về đại học ra rồi coi có công có việc rồi có vợ đi. Dạ. Nó kêu cứ từ từ anh. Cũng trả lời từ từ ha. Thầy á cứ từ từ anh. Dạ. Yeah. Yeah. Không biết ý muộn ý cái nguyện vọng như thế, ông ra bây giờ được nên người thì nó lại mừng á. Dạ, yeah, đúng rồi, mừng. Hai nữa cha mẹ cũng mừng nữa. Có phước đức dạ. Đúng rồi, phước đức cha mẹ cũng mừng á, tại vì không quậy không phá không bùi đời nói chung. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Ông cũng hân hạnh hết. Dạ. Chúc cha diễm phúc lắm chú ơi. Gia đình là vậy là cha mẹ diễm phúc lắm á, mới gặp 10 con vậy á, đem phước đức đem về. Đi trang trải khắp nơi luôn. Đúng rồi. Dạ. Đâu phải là dễ đâu. Có ai mà làm được điều này? Không ai được, không ai muốn như mình cũng vậy chứ. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ chú có xuống lại dưới đó hả chú? Giờ chú đi đâu đây? Đâu mấy cái đấy cái hố để chiều tụi nó khoan hay nè. Dạ. Bây giờ mình làm lại hả chú ha? Không làm bên kia. Mình rào lại hết hả? Rào hết. Trước kia là mình chưa rào. Chưa. Bây giờ sao, tại sao mình rào lại chú ha? Không, nó thẳng cái rào để thầy muốn yên tĩnh là nhất thôi. Ví dụ có cái gì là như vừa đầu ở đây có một trạm này đầu kia một trạm này sát cái chỗ của thầy với cái đoạn đóng băng cái đường này nó đi. Ý anh hiểu không? Dạ dạ. Như tôi biết là tôi đóng băng cái đường này tôi thẳng xuống rồi con biết rồi, con biết rồi. Bảo vệ cho thầy tôi trong đây, đi trong đây thất thực trong đây. Dạ dạ. Ví dụ muốn vô là cho vô. Dạ đúng rồi, đúng rồi, bảo vệ lại hàng rào, bảo vệ lại để cho thầy đi khắc phục trong đây.
đâu đang ở dưới chỗ trời ấy mấy cái cây đi chơi, cho tụi nó khoan ấy mà chiều nó khoan sớm mà đây mọi người bây giờ, bây giờ bắt đầu rào lại nha mọi người nha, rào kỹ lại để cho thầy đi khắc thực trong đây chứ sợ dân ngồi người ta làm bộ màu. Chú ơi, con cảm ơn chú nhiều có tấm lòng chia sẻ nha chú nha. Dạ con rất là cảm ơn chú. Dạ. Có gì mình nói vậy chứ. Dạ chú có sao nói vậy. Dạ. Nhiều người hỏi nhưng mà tôi đâu không nói. Dạ. Ý là sao mình không ấy thì có ông bà về đó thì hỏi ông nhé. Dạ chú là người chia sẻ chính xác. Dạ. Mình nói được, ví dụ đây mình chia sẻ cái gì mình cứ nói rõ có gì mà nói không có. Dạ dạ đúng rồi. Không nói thì chứ không phải tôi nghĩ, còn nếu người nào mà gần gũi nhất là chỉ có tôi gần gũi với thầy Thích Minh Tuệ. Dạ dạ là gần gũi nhất. Dạ chú là người gần gũi nhất. Thằng Út này là ít gần. Dạ. Dù có thằng Lê Anh Tuấn, thằng anh giám đốc giờ cũng ít gần. Dạ. Cũng bằng thầy đây. Dạ. Mỗi lần về nó cứ anh lên nhậu về. Dạ. Cũng như là chiến hữu á. Dạ chú là chiến hữu thì thầy Thích Minh Tuệ. Nói chung là em mới biết được. Dạ. cái lịch sử của dạ. đi học rồi từ đi bộ đội rồi. Dạ. Từ đi làm qua đại học nông nghiệp rồi từ bắt đầu đi đâu. Dạ, đó. Dạ. Mới biết từ nhỏ tới lớn luôn á. Nó cầm một cái hiệp đồng, nó làm bùm đét lát, nó cầm một hiệp đồng đo đắc đạt, nó về nó còn. Dạ. Nó còn cầm vô nó phê tôi mà. Dạ. Nó điện tôi nó còn phê là im bên đây hiệp đồng một cái đất đai ở bên đất lát. Dạ, dạ. Im bây giờ tách riêng ra. Dạ. Nó cầm nó còn khi tôi còn dạ, đó. Dạ. Thân thiết nhất chứ không phải đâu. Dạ. Dạ thôi bây giờ con chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, chú gặp sự bình an. Dạ, nha. Con cảm ơn chú nhiều nha. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ cảm ơn chú. Dạ. 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 Đây nè mọi người thì đó. Thì vừa rồi mình có phỏng vấn với ông chú thì là chí cốt của ông thầy Thích Minh Tuệ nha. Ở thời trai trẻ mãi đến bây giờ thì cũng là mấy chục năm rồi đó. Thì ông hiểu về ông Thích Minh Tuệ hết, ông thầy Thích Minh Tuệ hết. Thì ông cũng kể về cái lịch sử của ông thầy Thích Minh Tuệ xuất khi như thế nào, cuộc sống trước tiên như thế nào, đầu khi mà xuất áo đi tu thì ông chú này ông đều biết hết nha. Ông là chí cốt của ông thầy. Thì mọi người cũng vừa nghe chú chia sẻ rồi mọi người vừa nghe qua rồi đó. Thì bây giờ mình đi xuống đây. Mình xuống đây để mình quay cái cốc của ông thầy Thích Minh Tuệ trước khi ở nha mọi người nha. Cho mọi người cùng xem nha. Đang rào tới đây nè mọi người. Ở đây trồng tiêu, cà phê, tiêu với sầu riêng mọi người. Chứ không có cà phê, tiêu, sầu riêng, đào.